gãy đó. Nó không gãy, ta nhúng cỡ đó thì gãy. Thôi cho che sợ nha. Thấy bạn không dám qua cầu khỉ, thanh niên ra sức chứng tỏ nó chắc chắn và cái cớp cười nổi thương. Ông bà xưa có dạy, cầu tre thì lắc lẻo gập ghềnh khó đi, nên muốn đi thì phải đi sao cho nó khoan thai, đi nó nhẹ nhàng, đi nó dịu dàng, đi nó từ tốn. Thế nhưng mà mới đây, vì muốn chứng tỏ cho mấy đứa bạn đang run sợ trong lòng, không dám bước lên cây cầu khỉ, lấy hết sức bình sinh nhúng nhúng vài cái, rồi mạnh miệng khẳng định trước toàn thể mọi người rằng thì là cây cầu sẽ không dễ dàng mà gãy được đâu. Tuy nhiên, sau lời khẳng định chắc nịch đầy quyết đoán, chính thanh niên là người bị lọt xuống mương chỉ vì bước trúng nhầm vào cái chỗ yếu nhất, khiến cho cây cầu gãy làm ba. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi thôi, trời ơi, thôi, tôi sợ lắm, thôi, tôi không có lại, thôi, làm đi, tôi không được. Mặc dù tự khẳng định rồi tự lọt xuống mương thì cũng không có quê lắm, nhưng mà nghe đứa bạn thân trên bờ cười như niềm vui của mấy mươi năm gộp lại mới khiến cho thanh niên cảm thấy nó quê nhiều. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng không nhịn được cười khi nghe tiếng cười đầy tính phản diện của đứa bạn thân. Một số bình luận được mọi người để lại: phải mà mình không có ngựa là mình qua được trót lọt luôn rồi á. Thiệt ra thì té không có quê lắm đâu, mà tụi bạn nó cười mới quê. Rồi là cây cầu không gãy dữ chưa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.